Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin ngày 17 tháng 4 xác nhận thông tin Nga đã bắt đầu rút lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi vùng Nagorno-Karabakh tại Azerbaijan. Truyền thông Azerbaijan trước đó đưa tin binh sĩ Nga đã bắt đầu rút đi theo thỏa thuận ngừng bắn hồi năm 2020 giữa Azerbaijan và Armenia do Moscow làm trung gian. Đã xuất hiện những hình ảnh và video cho thấy nhiều xe bọc thép treo cờ Nga đang đi khỏi lãnh thổ Azerbaijan. AFP dẫn lời ông Hikmet Hajiyev, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, nói rằng quyết định được thống nhất ở cấp cao nhất của Baku và Moscow. Nga triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình 2.000 người tại khu vực theo một thỏa thuận giúp chấm dứt cuộc xung đột 6 tuần hồi năm 2020. Tháng 9 năm 2023, Azerbaijan giành lại quyền kiểm soát toàn bộ Nagorno-Karabakh sau một chiến dịch tấn công thần tốc. Gần như toàn bộ 100.000 người dân tộc Armenia sống tại đó đã phải di tản sang Armenia. Nagorno-Karabakh được quốc tế công nhận là một phần lãnh thổ Azerbaijan nhưng có đa số cư dân là người Armenia. Vùng này từng nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng đòi ly khai thân Armenia trong suốt gần 3 thập niên. Xung đột tại Nagorno-Karabakh đã khiến mối quan hệ đồng minh giữa Nga và Armenia gặp trắc trở. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan gần đây cho biết Yerevan đã đình chỉ tham gia Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Moscow dẫn đầu. Ông đã nhiều lần chỉ trích Nga vì không ủng hộ Armenia trước những hành động của Azerbaijan. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,